đưa anh đi tìm vần thơ. Nhìn xuống đường năm kỳ cỡ nghệ. Nhìn xuống đường kẹt xe. Trong này để muốn đây thì để luggage. Phòng ngủ. Hai cái closet của ảnh như của chị. Đây full bath. Đây máy giặt máy sấy. Để coi coi trong tủ lạnh nó có cho gì. Ngày hình như được hai chai nước. Đây. Hai người ăn 5 cái. Cấm dẹp. Cái này xoay ống hả? Xoay ống. Thơm. Nóng hổi luôn. Phải ăn liền mới được. Nhiêu? 10.000 hả? 10.000 với lại xôi này 15.000. Cấm dẹp. Này 10.000. Người ta cứ bán cấm dẹp mà nó nói bán xôi mà bạn nói không bán xôi. Cái dừa uống không? Dừa. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ. Đưa anh đi. Vừa bánh tre. Ba trái 35.000. Qua công viên lá rơi trên con đường về. Bỗng nghe lòng đang cũng được rồi. Không ngọt lắm. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì cho bao tô về làm chim bao. Em được cấm dẹp. Có cái dĩa không anh? Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chim bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh sẽ yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã yêu em. Gió bão bụng mình order Grab đồ ăn ở Grab về ăn gà nướng Nguyễn gì gà nướng muối ớt Nguyễn Thượng Hiền Nguyễn Thượng Hiền đây đó gì nữa bánh mì Quỳnh Hoa hay bánh mì bà Quỳnh Quỳnh Hoa bánh mì. Oh my god. Một bánh mì. Nhiều bánh tiền. Mì khủng luôn. Tổng cộng có 95.000. 95.000 ổ. Bánh không lấy dĩa. Bánh kẹp. Bánh bò dừa.
bánh khoai mì nướng. Bánh mì Quỳnh Hoa. Mì nướng cho ớt. Có muối ớt xanh. Dạ. Quà này với cái này không?